3 thói quen học tập cần bỏ ngay lập tức cho một năm học mới thành công. 1. Dừng ngay lại việc giới hạn bản thân, khi lướt đề bài thấy bài khó là bỏ qua luôn, không thử một chút nào. Thay vì đó, hãy xem lại sách vở và hỏi bạn bè, chỉ có như vậy mới bứt phá được điểm số trong năm học mới. Thói quen thứ 2, ngồi sai tư thế, gây mệt mỏi và chán nản khi học. Giải pháp đơn giản là dùng một cái ghế đệm có lưng thoải mái, dùng giá đựng laptop dành cho những bạn dùng máy tính để ngồi thẳng lưng hơn. Thói quen xấu thứ 3, có quá nhiều cám dỗ, giới hạn ngay điện thoại và những thứ khác để tập trung hơn. Chúc mọi người thành công!